Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá mít Thái hôm nay, ngày 30 tháng 7 năm 2022. Chúc quý vị và các bạn cuối tuần vui vẻ, bình an, thành công trong công việc. Thưa các bạn, giá mít Thái hôm nay ngày 30 tháng 7 giảm giá với loại kem lớn. Theo đó, các vựa báo về sáng nay với loại kem lớn cao nhất là 17.000 đồng trên kg, kem nhỏ 7.000 đồng trên kg, mít chợ 3.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Tiền Giang, sáng nay các vựa báo giá mít Thái, kem lớn 16.000 đồng trên kg, kem nhỏ 7.000 đồng trên kg, mít chợ là 3.000 đồng trên kg. Một số vựa thì báo giá mua mít kem lớn 17.000 đồng trên kg, kem nhỏ 7.000 đồng trên kg. Thương lái vỏ vườn, hôm nay, thu mua mít kem lớn là 14.000 tới 15.000 đồng trên kg, kem nhỏ 5.000 đồng trên kg và mít chợ từ 2.000 đồng trên kg. Ghi nhận tại vựa mít Phú Tân, địa chỉ tại gần cầu kênh 1.000, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Mua mít Thái loại kem lớn là 16.000 đồng trên kg, loại 9kg, kem nhỏ là 7.000 đồng trên kg, loại 4kg, mít chợ 3.000 đồng trên kg, loại 5kg, ăn lên cơm đỏ. Tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang, các vựa thu mua mít Thái, kem lớn là 15.000 đồng trên kg, kem nhỏ là 6.000 đồng trên kg, mít chợ là 3.000 đồng trên kg. Các thương lái vào vườn thu mua mít kem lớn 13.000 đồng trên kg, kem nhỏ là 4.000 đồng trên kg, mít chợ 2.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại tỉnh Long An, sáng nay, các vựa mua mít Thái loại kem lớn là 16.000 đồng trên kg, kem nhỏ 7.000 đồng trên kg, mít chợ là 3.000 đồng trên kg. Các thương lái vào vườn thu mua mít kem lớn 14.000 đồng trên kg, kem nhỏ là 5.000 đồng trên kg và mít chợ từ 2.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, sáng nay, các vựa mua mít Thái cũng giảm nhẹ so với ngày hôm qua với loại kem lớn từ 15.000 đồng trên kg, kem nhỏ 7.000 đồng trên kg, mít chợ 3.000 đồng trên kg. Các thương lái ở các địa phương này vào vườn thu mua mít kem lớn từ 13.000 đồng trên kg, kem nhỏ 5.000 đồng trên kg và mít chợ là 2.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh, mít Thái loại kem lớn là 15.000 đồng trên kg, kem nhỏ 7.000 đồng trên kg, mít chợ 3.000 đồng trên kg. Các thương lái cắt mít kem lớn tại vườn là 13.000 đồng trên kg, kem nhỏ 5.000 đồng trên kg, mít chợ là 2.000 đồng trên kg. Đối với mít chợ, vựa mua mít chợ loại 1 đẹp từ 4.000 tới 6.000 đồng trên kg, loại 2 là 3.000 đồng trên kg. Tại vườn, thương lái mua mít chợ loại 1 từ 3.000 tới 4.000 đồng trên kg, mít chợ loại 2 từ 2.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực miền Đông Nam Bộ, ở các tỉnh Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Sáng nay, các vựa mua mít kem lớn là 15.000 đồng trên kg, kem nhỏ 6.000 đồng trên kg, mít chợ 3.000 đồng trên kg. Thương lái ở các địa phương này, cắt mít kem lớn 13.000 đồng trên kg, kem nhỏ 4.000 đồng trên kg, mít chợ 2.000 đồng trên kg. Ở khu vực Tây Nguyên, giá mít cũng giảm nhẹ, với loại kem lớn được các vựa mua là 14.000 đồng trên kg, kem nhỏ 6.000 đồng trên kg, mít chợ 3.000 đồng trên kg. Thương lái cắt mít kem lớn 12.000 đồng trên kg, kem nhỏ 4.000 đồng và mít chợ 2.000 đồng trên kg. Quý vị các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá mít Thái ngày 30 tháng 7 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.